Xin chào các bạn, hôm nay mình trình bày cách làm bò viên không cần để thịt đông lạnh, chỉ cần đừng để thịt nóng trong cái suốt quá trình mình xay nhồi là tốt rồi. Thành phần nguyên liệu thì cũng giống như làm chả bò, chỉ khác là hôm nay mình thêm vô chút muối vì bò viên luộc trong nước, và mình xài cái loại bột nổi là hiệu Argo của Mỹ, Double Acting, có chứa chất SAPP, tức là Sodium Acid Pyrophosphate. Vì bò viên không gói, dù có nở hai lần cũng ok, không sợ bị rách xì thịt. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi. Mình xài là 700g thịt bò loại 20-80. Rồi, đặc biệt các bạn nhớ là luôn luôn giữ thịt phải lạnh. Mình bỏ vô là 1 muỗng rưỡi muỗng canh đó, tinh bột khoai, và 6 muỗng canh nước lạnh, và 2 muỗng canh nước mắm. Hai muỗng canh dầu ăn. Cái này cũng chưa tới 2 muỗng canh, nó hơi lừng lừng chút. Và mình thêm vô nửa muỗng cà phê muối. 1 muỗng rưỡi cà phê đường. Cái này là tùy ý thôi, không có bắt buộc. Đây là cái loại bột nổi là Double Acting Baking Powder. Rồi, thịt họ mua đã xay sẵn rồi, 750g, bỏ vô. Mình dầm cho nó thấm xuống cái nước ướp đó. Cái loại này là mỡ nhiều 20%. Bạn không cần dầm, lát mình nấy cũng được, nhưng mà sẵn tiện thì mình làm cho nó nhồi sơ nó trước chút thôi. Cái thau này là cái thau của cái mixer. Cái bạn thấy cái sợi thịt không? Mình chà kỹ cho các bạn thấy, chiếu kỹ cho các bạn thấy. Đây là giống như là họ xay họ bán mà nó luôn bầy nhầy bạn nhạn á. Bạn thấy gân của bầy nhầy không? Rồi, bây giờ thì mình tra cái đồ mà để đánh nó vô, giống như là cái đồ chè thuyền á, paddle. Rồi mình nâng nó lên, mình để ở cái vị trí là số thấp nhất là mix. Rồi mình cho nó chạy 2 phút để nó trộn từ từ từ. Trộn xong rồi á, là mình tăng tốc độ lên ở cái số 4, tức là trung bình á, coi như mình chia ra làm 3, thấp, trung bình và cao, maximum. Mình sẽ cho chạy ở cái tốc độ trung bình đó 4 phút. Rồi cái này hắn dính tùm lum ở trên cái thành thau á, thì mình lấy đồ mình quẹt nó xuống ở dưới trở lại. Rồi mình tăng tốc độ lên maximum, tức là số 8 hoặc số 10. Mình không có dám để số 10, mình để số 8 thôi. Vì cái máy mình cũng là tuy là nó gọi là professional, chứ nó mình thấy nó cũng rung lắm. Thành ra mình giữ cho an toàn, mình không có xài maximum. Mình sẽ cho nó chạy 3 phút. Bạn thấy nó dính, bắt đầu nó tung lên ở cũng trở lại ở trên cái thành của cái thau á. Rồi, bây giờ thì mình mới bỏ tiêu tỏi vô là 3/4 muỗng cà phê. Bỏ vô, bạn muốn bỏ bột ngọt, bột nêm, bột gì á, thì bây giờ là lúc mà bạn bỏ vô đây á, là coi như là mình đánh nó đã dai rồi. Lúc này là mình trộn thêm những cái gia vị mà nghĩ đến ảnh hưởng tới cái sự dai của nó thì mình bỏ vô sau thôi. Bây giờ thì mình trở lại cái tốc độ trung bình, mình đánh cho nó 1 phút để mà nó trộn tiêu tỏi vô thịt thôi, chứ không phải là đánh để dai nữa, để không phải là tạo cấu trúc của cái sợi thịt nữa, mà để trộn thôi. Rồi mình đánh xong 1 phút là thịt để sẵn sàng đem vô chế biến. Bạn muốn làm chả hay là làm bò viên hay là gì đây á, thì sẵn sàng rồi. Thì mình cũng, nó cũng dính tùm lum ở trên cái thành thau thì mình quẹt nó xuống. Rồi bắt đầu chuẩn bị, bạn có thể làm vò viên thoa dầu hay là gì. Thì bữa nay mình mang găng tay một tay, mình bóp nó, mình tính bỏ vô bao, mình bỏ vô bao rồi mình bóp nó không xịt ra, nó xịt mà nó không có đúng ra hình tròn á. Rồi mình cho vô, bạn thấy cái thau mình đựng á là ở cái nồi ở phía trong của Instant Pot á, để lát mình nấu luôn, coi như mình làm hả, mình ướp á,
ở trong cái thau của cái mixer, rồi mình nặn ra, mình bỏ luôn vô trong cái nồi Instant Pot, cái phần trong của nồi Instant Pot, để mình khỏi rửa thôi. Bạn thấy làm giản tiện hết mức có thể, mình cho vô vài cục đá, rồi cho vô cỡ 3 cốc nước. Nếu mà thiếu thì từ từ các bạn bỏ thêm vô thôi. Mình về, tại vì ít nước để cho cái độ lạnh nó lạnh nhiều á. Đó, mình bó kiểu đó thôi. Thịt của họ xay bán, họ xay không có nhuyễn bằng mình xay ở nhà. Điều quan trọng, nếu mà các bạn muốn miếng bò viên của mình đi ra nó tròn vỉnh, nó không nứt nở tè le á, thì các bạn phải bóp thịt cho nó đều, nó đặc lại. Tại vì ví dụ như là có dầu vô chút á, nếu mà mình không có làm nó đặc á, nó có khoảng hở, thì khi luộc á, cái chỗ nó bung ra. Thành ra mình phải làm cho nó đặc lại, nó đã không có cái khoảng hở nào á, gọi là mình không dùng chữ đặc thì cũng không có đúng, nhưng mà đại khái làm sao mà nó đều cái mật độ, mà cái density của nó đều hết á. Đó, cái bóp vậy ra ra hình tròn của mình, mình dùng cái silicon này thì nó không có dính đó, mình dễ làm hơn. Nó hơi bị lọt ra khỏi cái màn hình, tại mình làm mình không có để ý á. Cái nào mà mình thấy nó chưa tròn thì mình lấy cái silicon đó mình chà chà cho nó tròn chút trước khi mình đẩy nó xuống nước lạnh. Bạn nhớ nha, cái nào mà nó chưa ráy á, thì mình phải bóp lại cho nó tròn, chứ không á, khi mình lục á, là nó nở tè le ra. Rồi, đây là viên cuối cùng, mình không có bóp đủ nữa thì mình vo tròn nó. Xong mình bưng cái nồi này, bạn vớt ra, vớt hết mấy viên đá ra. Rồi nếu mà mình thấy nước nó không đủ phủ á, thì mình đổ thêm nước. Rồi mình bưng lên nồi lên, bắt đầu mình nấu. Mình nấu nồi Instant Pot cho nên mình chọn cái sauté. Còn bạn nấu nồi thường thì vặn lửa, lúc đầu mình vặn lửa lớn lên, đến khi nó sôi thì mình hạ lửa thấp xuống. Thì mình bắt đầu bỏ vào nồi, thì mình bỏ vô cỡ 10 cái lát gừng sắc mỏng dính nè, bỏ luôn vỏ cũng được. Rồi cỡ nửa cái củ hành, mình đã sôi lên đó, bao nhiêu chắc cạn bã gì trong cái thịt này ra hết á, thì cho nên nó mới trắng cái thịt đó, nổi ba cái lớp tình lên, thì mình vớt nó đi, vớt nó cho để cho nó khỏi dính vô cái cục mà bò viên thôi. Mình từ khi nó sôi lên á, tính cho đến sôi lên chín á, cỡ cục thịt này thì cỡ 2 phút, thì mình cho luôn 3 phút cũng được, 2-3 phút gì đó là ngó nó nổi lên. Khi nó chín á, thì nó nhẹ, nó nổi lên ở phía trên. Rồi mình chuẩn bị sẵn một cái thau nước rất lạnh, nếu nó chưa đủ lạnh thì bạn cho nó vô chút vài cục đá cũng được, để mình chuyển đi ra cho nó lẹ, nó lạnh mau á, nó nguội mau thôi. Đó, bạn thấy bây giờ so với cũng cùng một cái thịt đó mà mình làm chả thì cũng ra đem thù lùi, mà đem mình nấu. Đây này, đây là thí dụ điển hình của cái vụ mà bóp nó không chặt á, thì ở phía trong nó lỏng tỏng như vậy đó. Thành ra mình khi mình làm, mình rút kinh nghiệm, mình nói các bạn để ý á. Đó, đây là cũng một cái viên hơi không có được chặt á. Những cái viên mà mình bóp chặt á, thì khi mình cắt ra trong ruột của nó là đều hết mịn màng. Tại vì khi mà có dầu, tại vì mỡ có dầu rồi, khi mình bóp mình chà chà láng là nó không, hai cái phần nó không ăn với nhau. Đó, bạn dùng kỹ á, nó có những cái sợi gân bầy nhầy bằng nhạn á, chính cái đó làm cái bò viên mình tính á, là mình bỏ gân vô. Nhưng mà nhờ cái họ bán họ xay luôn cái đó, thành ra mình không bỏ gân mà nó vẫn giòn như là cái gì á. Đó, bạn thấy không, cái này là mình bóp kỹ, thành ra nó không có khoảng hở. Đó, tiêu tỏi vô là nó làm tự nhiên nghe mùi thơm, rất là dễ ăn. Rồi, như vậy là cái video để làm thịt bò viên mình chia sẻ với các bạn cách đơn giản nhất để mình làm cấp tốc 30 phút là mình có bò viên mình ăn. Mình chia sẻ đến quý bạn. Các bạn nào muốn thực hiện thì làm thử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.